Chào mừng quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy gia cát. Thưa quý vị, luận tử vi cho những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong năm 2023 Quý Mão. Mỗi độ Tết đến xuân về, hầu hết chúng ta đều rất tò mò về vận hạn của mình trong năm mới ra sao. Qua việc xem tử vi cho tuổi Canh Tý sinh năm 1960 sẽ giúp quý vị nắm được vận hạn trong năm mới là năm 2023 Quý Mão của mình. Đồng thời xem tử vi cũng là một phần trong truyền thống văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Khi xem tử vi trong năm 2023 Quý Mão, tuổi Canh Tý 1960, quý vị sẽ nắm bắt được vận mệnh tốt xấu của mình về các phương diện tài chính, công danh, gia đạo và sức khỏe. Qua đó quý vị sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ nhất để có được may mắn và tài lộc hanh thông cho năm Quý Mão. Qua chương trình tử vi ngày hôm nay, thầy Gia Cát cũng như đưa ra cho quý vị và các bạn những phương pháp hóa giải giúp cho con đường tài lộc và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nữ mạng trong năm 2023. Năm 2023 có thể coi là một năm nhiều sóng gió với người tuổi Canh Tý. Phương diện sự nghiệp liên tục gặp khó khăn, trắc trở, đời sống tình cảm cũng nhiều sóng gió. Những phương diện mà bạn cần lưu tâm cũng nhiều hơn. Khoảng cuối năm vận trình dần xuống dốc, nếu có dự định đầu tư thì cần cực kỳ thận trọng, hạn chế đầu tư với quy mô lớn, khả năng mất tiền, hao của rất cao. Đã xác định đủ tiền đầu tư thì việc gì cũng phải tự mình làm, tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định. Đừng thấy bước đầu suôn sẻ mà đắc ý, quên mất phải khiêm nhường. Đặc biệt, bản mệnh phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động, nhất là khi giao tiếp với người khác. Tốt nhất nên tránh can dự vào những việc tranh chấp đúng sai của đối phương. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Canh Tý sinh năm 1960 nữ mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao kế đô, vận hạn là hạn thiên tinh, hạn tam tai, gia chủ Canh Tý 1960 nữ mạng phạm tam tai. Canh Tý 1960 nữ mạng sẽ gặp 3 năm hạn tam tai liên tiếp, cho nên trong 3 năm này, gia chủ nên và không nên làm gì để mọi việc được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Năm đầu tiên của hạn tam tai, gia chủ không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại. Năm giữa của hạn tam tai thì gia chủ không nên dừng việc mà mình đang tiến hành, bởi nếu sau khi dừng lại, nếu có tiếp tục thì sẽ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Vào năm cuối của hạn tam tai, gia chủ không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này. Hạn hoàng ốc không phạm hoàng ốc, kim lâu rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Tý gặp Mão, năm hạn thái tuế hình tuổi Cẩm Tinh. Trong những năm này, bản mệnh cần hết sức cẩn trọng, kẻo vướng vào họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà, sức khỏe có vấn đề. Xét về mối quan hệ thiên can canh dương kim gặp quý âm thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là năm bình ổn cho các gia chủ Canh Tý, nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt tới, ắt sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Canh Tý sinh năm 1960 cần chú ý tháng Mậu Ngọ, tháng 5 âm lịch, từ ngày 18 tháng 6 đến 17 tháng 7 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Canh Tý. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không độ ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Canh Tý sinh năm 1960 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Canh Tý gặp sao kế đô chiếu mệnh. Sao kế đô hay còn gọi là kế đô tinh quân trông coi. Kế đô là sao tam cửu khóc quý ai, mang đến sự buồn khổ, chán nản. Đây được coi là một hung tinh với cả nam và nữ. Chính vì thế, năm nào bị sao kế đô chiếu mệnh xem như năm đó bị xấu, đặc biệt ảnh hưởng rất xấu đến phái nữ. Riêng những người có thai hay sinh đẻ trong hạn sau này thường ít bị ảnh hưởng. Gặp hạn sau này, mưu sự thường khó khăn, thành ít bại nhiều. Tuy nhiên, nữ giới thường kỵ nhiều hơn nam giới, cần chú ý tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Hóa giải,
Hàng tháng vào lúc 13 giờ đến 15 giờ chiều ngày 18 âm lịch, gia chủ hãy lập bàn thờ quay về hướng Tây để cúng dâng sao giải hạn. Để thực hiện nghi lễ này, gia chủ cần chuẩn bị hương hoa, trà nước, mâm ngũ quả, chè, quả, thuốc, bánh kẹo, muối gạo và 21 ngọn nến. Lễ vật dùng để cúng sao kế đô phải là màu vàng. Trường hợp có một số thứ không phải là màu vàng thì lấy giấy màu vàng gói lại hoặc là có thể lót dưới mâm rồi đặt lên bàn thờ. Cách viết bài vị cúng sao kế đô, gia chủ hãy dùng sớ có màu vàng và viết địa cung thần vĩ kế đô tinh quân. Gia chủ Canh Tý sinh năm 1960, nữ mạng, năm nay gặp hạn thiên tinh. Nhắc đến hạn thiên tinh, người xưa có câu thơ như sau: thiên tinh phải mắc xạ tai ngục hình, có nghĩa thiên tinh là hạn xấu, chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các căn bệnh về tiêu hóa đường ruột, bị ngộ độc thực phẩm, không kịp điều trị, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Hạn thiên tinh là hạn nặng nhất với chị em phụ nữ, người nào gặp phải hạn này, nhất là nữ mạng, sức khỏe ngày một yếu đi, mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn chức năng hấp thụ. Gia chủ cần biết là hạn này sẽ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, công việc làm ăn không chính đáng, hướng vào vòng tù ngục, tội phạm, gia đạo bất hòa. Khi gặp hạn này, gia chủ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào vòng tù ngục, tội phạm, tai bay vạ gió, bị người khác vu khống hãm hại. Việc hóa giải hạn thiên tinh không phải là ngăn chặn điều xấu không xảy ra, mà nó chỉ làm giảm phần nào tai ương, đen đủi từ nặng sang nhẹ. Về sức khỏe, người nào gặp hạn thiên tinh, nhất là phụ nữ, hãy chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe của bản thân, nhất là phụ nữ mang thai, cần cẩn thận trong việc đi lại, tránh bị té ngã, ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ lẫn bé. Trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái, phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Sau đó, người gặp hạn này cần tu tâm, làm nhiều việc thiện, thường xuyên thắp hương, cửa Phật, cầu bình an, sức khỏe dồi dào, gia đạo hạnh phúc viên mãn. Luận tử vi Canh Tý sinh năm 1960, nữ mạng, theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân cùng gia đạo đầu năm, gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960, nữ mạng, có tình cảm của thành viên trong nhà không được tốt. Tháng 2, tiền bạc gia chủ trong tháng này có sự tiêu pha, hao tán nhiều. Bên cạnh đó, sức khỏe không tốt, đặc biệt là về đường tiêu hóa. Tháng 3, trong gia đình của gia chủ có người thân ở xa về trong tháng 3. Tháng 4, sức khỏe của gia chủ trong tháng 4 không được tốt, có thể bị ốm đau, bị bệnh tật lâu ngày khó khỏi. Tháng 5, di chuyển xe cộ trong tháng 5, gia chủ nên hết sức cẩn trọng, trong tháng này có thể có người ốm đau hoặc bệnh tật. Tháng 6, gia chủ có tin vui trong họ hàng, anh em, bạn bè trong tháng này, đó có thể là việc hỷ sự, cưới xin, cũng có thể là thêm người. Tháng 7, trong tháng này gia chủ chú ý cẩn thận di chuyển miền sông nước. Tháng 8, đây là tháng người sinh năm 1960, nữ mạng, chú ý các vật sắc nhọn, dao kéo đâm phải hoặc chú ý đường ăn uống, tiêu hóa. Tháng 9, tháng này sức khỏe của gia chủ không được tốt. Tháng 10, di chuyển bên ngoài cần chú ý vì có dấu hiệu tai nạn bất ngờ đến với gia chủ. Tháng 11, có niềm vui lớn do người khác đưa tới. Tháng 12, trong tháng cuối năm, gia chủ đón nhiều tin vui trong anh em, họ hàng, nội tộc. Ngoài ra có thể gặp được người mong muốn trong tháng. Tổng kết tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960, nữ mạng, trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, người tuổi này nếu vẫn còn đang trong thời gian tại chức thì công danh sự nghiệp không có gì đáng ngại, mọi việc đều ổn định, không có nhiều thay đổi. Trong năm có điểm báo thị phi, điều này nhắc nhở mệnh chủ nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, phát biểu ý kiến đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm để không vướng rắc rối. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý thái độ trong giao tiếp để gìn giữ các mối quan hệ xã giao hữu hảo. Về tài chính, tiền tài của nữ mạng Canh Tý sinh năm 1960 vẫn ở mức đủ ăn đủ tiêu, người đi làm có nguồn thu nhập ổn định nên đảm bảo cuộc sống thường ngày no ấm. Người đã về hưu cũng có khoản tích góp hàng tháng, bản mệnh lại là người biết cách quản lý chi tiêu, tiết kiệm hợp lý nên tài chính khá dư dả. Bên cạnh đó, bản mệnh có thể được lợi từ tiền sản, đất đai nên gia đình có một khoản dự trữ đáng kể. Tuy nhiên năm này cần mưu cầu sanh lợi có thể không quá thuận lợi, thậm chí có thể sẽ mất một khoản không nhỏ do nhẹ dạ cả tin dẫn đến bị lừa gạt, lợi dụng. Về sức khỏe người tuổi Canh Tý trong năm nay không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần người tuổi Canh Tý có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý và nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Gia chủ nếu có thời gian
gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Canh Tí sinh năm 1960 nữ mạng. Về tình cảm gia đạo, bước sang năm Quý Mão, các mối quan hệ có thể không được suôn sẻ cho Canh Tí. Những người Canh Tí sinh năm 1960 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những liên quan, quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, bạn đã sống với nhau trọn đời, vì vậy bạn biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc, bao dung cho nhau. Trong năm nay, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ của gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Canh Tí sinh năm 1960 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta cũng đã tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Canh Tí trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2023 Quý Mão này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.